mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ 6 ngày 17 tháng 6 năm 2022, gồm có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương và đài Trà Vinh. Chúc các bạn may mắn và hãy nhấn cái chuông đăng ký kênh ủng hộ mạnh với lớp 1, 1 đăng ký 1 like nhé các bạn nhé.